chàng trai cứu bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Sau khi cứu bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng. Khoảng 17:30, thấy bé gái bò ra ngoài ban công ở tầng 12 chung cư, một số người ở tòa nhà đối diện hô hoán tìm người cứu. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội, làm nghề lái xe tải, đang đỗ ô tô dưới sảnh, nghe tiếng của nhiều người hô hoán đã ngó ra xem. Ngẩng lên thấy cháu bé, anh vội ra khỏi xe và tìm cách leo sang tòa nhà bên cạnh, rồi trèo lên mái tôn che của nhà xe. Khi bé gái rơi xuống, anh đã kịp đưa tay đỡ để cháu bé không bị rơi xuống đất. May mắn cháu bé chỉ bị thương và được gia đình đưa đến bệnh viện đi cấp cứu, còn anh Mạnh thì bị bong gân ở tay. Hành động cứu bé gái 2 tuổi thoát khỏi lưỡi hái tử thần của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Người dùng Nguyễn Thủy biết cảm ơn anh. Nay anh chậm một giây thôi, có lẽ cháu bé đã không may mắn đến vậy. Chúc anh và gia đình sức khỏe, thượng lộ bình an. Bé thực sự được sinh ra lần nữa nhờ có anh. Chúc anh mọi điều tốt lành, bạn Quỳnh Hương cảm kích. Khâm phục sự thông minh và hành động quyết đoán kịp thời của người lái xe chở hàng vô danh. Anh đã cứu mạng một sinh linh bé bỏng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Người dùng Huyền Bùi chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho đây là bài học cảnh tỉnh đối với tất cả các gia đình có con nhỏ. Facebook Nguyễn Thế Quốc nhắn nhủ các bậc phụ huynh nên chú ý hơn. Clip xem xong không dám thở luôn. Hôm nay cháu bé đã thật may mắn khi có một anh hùng không mặc áo choàng xuất hiện đúng lúc